Vâng, em xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì theo nguyện vọng của rất nhiều quý vị xem kênh YouTube của em nhé, thì em cũng đã đặt một cái lô đĩa về cho quý vị nhé. Vâng, các cái lô đĩa này thì hiện nay thì các cửa hàng điện tử thì người ta cũng đang đã đặt hàng của em rồi và đã chuyển khoản rồi nhé. Đã đặt hàng của em rồi và đã chuyển khoản rồi. Vâng. Số lượng còn lại của nó sẽ rơi vào đây, quý vị nhìn đây, này, đây đĩa đây. Một chồng như này là 1 2 3 4 này, còn rất nhiều nữa, còn vẫn còn 2 3 kiện nữa nha. Về khoảng 1.000 cái. Thì các cửa hàng bây giờ đang đặt rơi vào tầm 700-800 cái đĩa rồi, và còn khoảng 200 đến 300 cái đĩa nữa thôi là em để ra để bán này, chắc là cũng hết nhanh thôi. Và vì những đĩa này là những đĩa mà nó cũng không có nhiều. Đấy. Thì giá của một cái đĩa như thế này nhá, một cái đĩa này thì nó sẽ rơi vào là đĩa chưa có dữ liệu gì nhá, hoặc là các cái dữ liệu này là toàn dữ liệu của tiếng Nhật và tiếng Anh nhá. Đấy. Thì nó sẽ rơi vào là 50.000 một cái. Vâng. Thì nếu mà quý vị nào mà cần cóp thêm nhạc, cần cóp xóa đi để cóp nhạc tiếng Việt vào thì là sẽ là thêm 30.000 là 80.000 một cái nhá. Vâng. Đấy. 50.000 một cái đĩa này quý vị về tự sao chép. Đấy. Còn nếu mà bên em mang đi ghi cho quý vị thì là sẽ là 80.000 một cái nhá. Vâng, đấy. Nội dung của tiếng Việt thì thường thường là các nhạc vàng hoặc nhạc trẻ. Nhạc vàng ví dụ như là Phi Nhung, Trường Vũ, Chế Linh gì gì đấy. Vâng. Đan Nguyên hoặc là nói chung là nhiều các ca sĩ nhá. Vâng. Đấy. Quý vị nào cần thì này ngay thì alo cho em nhé. Cái đĩa này thì không có nhiều. Vâng, em bán hết cái này thì là cũng hết đĩa thôi. Vâng, không có nhiều đâu. Vâng, đấy. Gần 1.000 cái, 1.000 cái bán được khoảng tầm 700-800 cái rồi nhé. Này, nó rất là nhiều. Đây đấy. Vâng, quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966594581 nhé. Vâng. Vâng, địa chỉ của em là số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em nhé. Dạ vâng ạ.